Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ trao đổi với mọi người một số thông tin liên quan tới việc hoàn thành nghị định tăng mức trợ cấp ưu đãi người có công với các mạng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, trong tháng 5 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vì dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 được chính phủ ban hành vào ngày 5 tháng 1 năm 2024. Trong đó chính phủ đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chính sách điều chỉnh trợ cấp đối với người có công với cách mạng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Chính phủ giao Bộ Lao động Thương minh và Xã hội hoàn thành nghị định của chính phủ điều chỉnh mức hưởng trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đại đối với người có công với cách mạng trong tháng 5 năm 2024. Do đó, dự kiến trong tháng năm này sẽ có nghị định điều chỉnh mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đại đối với người có công với cách mạng. Còn bước điều chỉnh cụ thể như thế nào thì phải chờ khi nghị định được chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành. Liên quan đến nội dung này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có đề xuất tăng bước trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thêm 29,2% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, tức là tăng từ mức 2 triệu 055 ngàn đồng một tháng lên mức 2 triệu 655 ngàn đồng một tháng. Người có công với các mạng bao gồm các đối tượng được nêu tại điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với các mạng năm 2020, bao gồm các đối tượng thứ nhất là người hoạt động các mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, Thứ hai là người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Thứ ba là liệt sĩ. Thứ tư là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thứ năm là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thứ sáu là anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến. Thứ bảy là thương binh, bao gồm cả thương binh loại B, được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, người hưởng chính sách như thương binh. Thứ tám là bệnh binh, Thứ 9 là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thứ 10 là người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế, bị địch bắt, tù đầy. 11 là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. 12 là người có công giúp đỡ cách mạng. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 với nhiều điểm mới Hướng tới nâng cao chế độ ưu đãi và mở rộng số người hưởng ưu đãi cho người có công với cách mạng, mới đây nhất, chính phủ đã ban hành nghị định số 55 năm 2023 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 75 năm 2021 của chính phủ. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng tăng thêm 26,5% và được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 cùng với việc điều chỉnh tiền lương của cán bộ công chức viên chức thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cũng sẽ được điều chỉnh tăng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hiện hành là 2 triệu 055 ngàn đồng. Một số quy định mới của Nghị định số 55 đang được người có công hết sức quan tâm, có thể kể đến như mức hỗ trợ thân nhân liệt sĩ, hoặc người thờ cúng liệt sĩ không có nguyện vọng an táng hài cốt liệt sĩ trong nghĩa trang liệt sĩ thì được hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng bộ liệt sĩ là 10 triệu đồng. Mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà bằng 0,9 lần mức chuẩn cho một người một lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung có mức chi trả bằng 1,8 lần mức chuẩn một người một lần. Các chế độ ưu đãi khác như trợ cấp mai táng có mức chi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Về trợ cấp mai táng, trợ cấp thừa cúng liệt sĩ 1 triệu 400 ngàn đồng cho một liệt sĩ một năm. Thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, được chi tiền ăn thêm ngày lễ. Tết là 200 ngàn đồng một người một ngày. Số ngày được chi ăn thêm là ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của Bộ Luật Lao Động, ngày 27 tháng 7 và ngày 22 tháng 12 hàng năm. Người có công với cách mạng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng của ngành lao động thương binh và xã hội, được hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe, mức tối đa 8,5 triệu đồng một người một năm, hỗ trợ điều trị tại cơ sở y tế để thanh toán chi phí điều trị, thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và các chi phí liên quan, không thuộc phạm vi thanh toán của vị bảo hiểm y tế, thì được thanh toán theo hóa đơn, chứng từ thực tế. Như vậy là kênh vừa trao đổi xong với mọi người một số thông tin liên quan tới việc hoàn thành nghị định điều chỉnh bước trợ cấp đối với người có công từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, trong tháng 5 năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc dùng vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.